Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ti. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Ti. Và bữa nay Ti có một khách mời rất là đặc biệt luôn. Thì đó chính là Hoàng Thạch. Thì những ai là bạn của Thạch hoặc là các bạn cũng có thể thấy, thì Thạch lúc nào cũng là một nữ hoàng full claim. Thì chính vì thế là bữa nay Ti đã mời Hoàng Thạch vào cái kênh của mình và biến hóa Ti thành Thạch. Và ngược lại, trong channel của Thạch cũng sẽ có một video mà Thạch mà Ti sẽ make up cho Thạch thành Ti. Có ép vú nữa nha, cặp ép vú nha. Dạ, oh my god. Bởi vì Thạch cũng có một cái cặp vú cũng khá là bự. I'm so fat. Là thật kỹ là hồi đó giờ chưa bao giờ làm gắn bèo hết. Yes. Lần này sẽ là lần đầu, các bạn chơi đón xem nha. Let's get started. Có kẹp chưa? Ok, đầu tiên Ti sẽ kẹp tóc lên nha. Ti skincare rồi đúng không? Ừ. Và Ti đã skincare rồi nên mình sẽ sử dụng kem lót luôn. À không, kỹ chân mày trước đi. Thì để cho video bữa nay bớt nhạt thì Ti có đăng trên Instagram, đó là tổng hợp những cái câu hỏi hỏi về Ti và Thạch. Và bây giờ Ti sẽ lấy điện thoại ra để trả lời những câu hỏi đó nha. Và đầu tiên Thạch sẽ sử dụng Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade màu Medium Brow để vẽ brow cho Ti. Cho em hỏi một câu hơi tế nhị xíu ạ. Là Ti và Khỏe. Oh my god. Đây là Thạch. My name is Thạch. Oh my god. Chắc Ti đăng trên story là nữ hoàng phương clan. Các bạn có tưởng là đây là tên là clan. Không phải nha, đây là tên là Thạch. Chán ghê. Đây xin gồm. Trời ơi, bà nói đẹp quá kìa. Xin gồm dữ vậy trời ơi. Đây là một người rất thích ăn xin gồm. Không hiểu nổi luôn. Nói chung là những cái lúc nào mà Ti nói chung là tập trung nhiều á, là căng thẳng lúc nào mà đừng ăn xin gồm á, bị kỳ hay nhá. Hôm bữa Thạch gặp Ti ở Carmart á, cũng đem nguyên loại Singapore ra. Không hiểu luôn. Tự nhiên clan rồi má. Tự nhiên là Ti và clan. Trời ơi là trời thiệt chứ mà. Ê mà tác mày Thạch vô rồi luôn á nha. Wow, câu này rất là nhiều người hỏi nè. Tổng hợp nha, 3 câu. Nhưng mà Ti lựa một câu. Hai anh quen nhau như thế nào ạ? Và từ khi nào hai anh thích make up? Thế thôi, yêu hai người nhiều lắm. Thank you. Thank you. À mà thật sự là con này rất là nhiều người hỏi, bên Instagram của Thạch cũng có nhiều người hỏi nữa. Trước lúc đó là tự nhiên không có quen, không biết gì đó, tự nhiên đùng cái biết nhau. Thì bây giờ Ti sẽ nói sơ ha, và Ti và Thạch gặp nhau thế nào. Thì Thạch nói trước đi, dùng cho Thạch. Ti và Thạch thì trước đó không có quen biết gì hết. Không biết gì luôn. Không phải biết luôn, nhưng mà Thạch thì biết Ti, tại Ti thì quá nổi trong giới rồi. Còn Thạch thì giới là má lố. Lố. Ti thì quá nổi trong những người yêu son phấn. Ok ok. Đó, còn Thạch thì Thạch chỉ là một người bình thường thôi, chỉ là yêu make up thôi. Còn với thứ hai là và từ khi nào hai anh thích make up? Thì Ti, bản thân Ti là Ti nhận thức được là Ti là Ti thích đam mê make up á. Và tự nhiên thích coi người ta trang điểm rồi thích coi mấy cái video trên YouTube á, là tầm 3 năm nay. Thì lúc trước Ti cũng dạng như đam mê theo cái kiểu mà thích coi những cái video make up trên mạng thôi á. Chắc Thạch cũng vậy ha. Đúng rồi. Lúc đầu là không có nghĩ là mình có thể làm được đâu, nhưng mà cái niềm đam mê của mình mà coi hoài thì cũng ngứa tay. Mua đồ về làm y chang thì đó học hỏi. Thì Ti cũng nói chung là không có học qua trường lớp nhiều đâu, chủ yếu là hai tụi mình Thạch cũng vậy, hồi nãy trước khi mà gặp Thạch Ti cũng hỏi rồi. Thì hai tụi mình chủ yếu là học trên mạng là nhiều. Đúng. Tại vì cái phong cách mà hai tụi mình đang theo đuổi á, không ai dạy. Ở Việt Nam không ai dạy luôn. Ti về luôn. Ti học qua rất là nhiều trường lớp ở Việt Nam rồi, thì đa số là học một tuần hai tuần nghỉ. Tại vì không có theo cái phong cách mà Ti. Kiểu như người ta cũng dạy được nhưng mà không có hợp với mình. Mình thấy không có hợp với mình. Mọi thứ nó đều quá nhẹ nhàng. Đúng rồi. Tự nhiên về thấy mình làm đẹp hơn nữa. Ừ thì đó. Ừ. Nói thì nghe hơi kỳ nhưng mà thật sự là đúng như vậy. Còn Thạch á thì Thạch thích make up cũng từ năm lớp 11. Là lúc đó Thạch bị mụn, có bị mụn mà Thạch bị thâm á, hai cái khóe miệng nè. Cái lát kem nền che, cái từ nó nổi mụn á. Nói mụn từ cái che hết nguyên mặt. Và người đầu tiên mà Thạch coi là Nikki Tutorial. Và coi xong cái bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng cái phong cách đó luôn, nên nhìn mặt Thạch nè. Nói chung là Ti rất là thích luôn á. Bạn Nikki á là cái mặt mộc cũng như là không có gì là nổi bật luôn á. Tự nhiên make up lên cái là nhìn là muốn làm theo liền luôn á. Kiểu như là nó đổi một chiều hướng khác luôn á. Rất là thích. Đúng rồi. Nếu mà bây giờ hỏi Ti ai là
ai là người truyền cảm hứng cũng như động lực cho Ti để mà Ti theo đuổi cái nghề makeup này thì chắc chắn sẽ là Nikki Tutorial, Nikki và Jeffrey. Đúng rồi, Ti lúc đầu Ti biết Nikki trước, sau đó tự nhiên nó hiện mấy cái video mà liên quan á, thì cũng nhấn vô coi. Đúng rồi, và ở Việt Nam thì thật có truyền cảm hứng, mình nhận được cái cảm hứng từ Chiêu Diệp. Tại vì đúng rồi, Chiêu Diệp là, Chiêu Diệp là beauty boy đầu tiên của Việt Nam luôn. Đúng rồi, Chiêu với Sen. Đúng rồi. Thì ban đầu Ti trước khi mà Ti bắt đầu YouTube, Ti cũng có biết Chiêu rồi. Thì nói chung là thấy Chiêu cũng theo cái phong cách giống mình á, nên cảm thấy rất là thích phải không? Mà nhiều thì người nói thì ở Việt Nam rất là hiếm luôn á. Đúng rồi. Đó thì Chiêu là một người truyền cảm hứng của Ti ở Việt Nam, còn ở nước ngoài là Nikki. Đúng rồi. Đọc đi cho em nghe với mọi người. Ê, sao có cái gì vậy? Trời đúng. Bộ giặt mạnh quá, gãy luôn. Của em hay của em? Của em. Câu hỏi thứ hai cũng rất là nhiều bạn hỏi, thì Han có thể nói chung là nêu lên cái first impression của Han khi mà hai tụi mình lần đầu tiên gặp nhau thế nào. Thì Thạch nói trước đi. Ok, thì lần đầu tiên thực ra là trước khi gặp Ti á thì Thạch không thích Ti. Hình như Quỳnh Nhi cũng vậy. Bữa Quỳnh Nhi có nói là tại vì Ti á không phải là không thích mà là mình bị khớp, mình bị ngại á, vì Ti bây giờ đã quá thành công rồi, các bạn cũng biết là Ti đã quá thành công rồi. Thứ hai là Ti quen biết nhiều người và Ti cũng nổi tiếng trong giới quá lâu. Đừng có nói trong giới má ơi. Quen miệng rồi má. Còn Thạch thì là chỉ là một con bánh bèo bên đường thôi nên không biết gì hết. Và vào á thì nhìn Ti thật sự là rất là ngại luôn á, còn Ti thì rất là thân thiện. Thạch không dám nói chuyện với Ti cho đến khi Thạch mượn chị Lan Anh chai gom xịt tóc. Chai gom. Bên miệng của Thạch nói là chai gom. Lúc đầu mà Thạch nói mượn chai gom thì cũng không biết chai gì. Mới nói là chị gom tóc thì chai gom xịt đó. Thì đó, Ti đưa cho Thạch mượn. Thì đó, Ti đưa cho Thạch mượn là bắt đầu oh my god. Cứ không ngờ là Ti thân thiện như vậy. Và từ đó là nói chuyện được luôn. Kiểu không nói chuyện cũng kiểu lầy á. Nói chung là Ti thích cái người mà vậy như lầy giống mình, Ti không thích những người mà im quá sang chảnh. Đúng không? Còn cái cảm nhận đầu tiên của Ti khi mà gặp Thạch đó là lúc đó Ti đến trễ, không ta Ti đến trễ nhất. Lúc đó Ti định lúc đầu là định nhà xa nữa, định đến đó là mới make up mà tự nhiên lên thấy các bạn xinh đẹp quá, trời ơi mình ghét một cái mặt mộc thấy ghê. Thì lúc là ấn tượng đầu tiên mà Ti nhìn vô cái dàn thí sinh á, có tổng cộng 8 thí sinh. Thì cái ấn tượng đầu tiên của Ti khi mà nhìn vô cái dàn thí sinh là Thành quá là nổi bật. Tại vì cái lớp nền quá xuất sắc nè, cái đánh mắt nói chung là trời ơi, mình đã gặp được một người mà nói chung là theo phong cách của mình, giống của mình. Thì Ti nói rồi, Ti thích những ai mà theo clan, full clan rồi theo đuổi phong cách giống Ti. Ti gặp người lạ thì cũng rất hay bị khớp, cho nên là lúc mới vô siêu ngại luôn. Mới vô là Ti chỉ rất là ngại, nói chung là ngồi một góc tắt mọi người ra luôn á. Đúng ngại, ông đúng ngại luôn, mà có một góc mà. Nhưng mà khi mà tầm 10-15 phút sau nói chuyện bắt chuyện nhau rồi thì thấy quá là hợp nhau. 8 thí sinh là ai cũng hợp. Trời ơi đúng vô hồi hợp hợp đi chơi nè. Hồi cuối đi chơi rồi á. Mà chuẩn bị đi trễ nè, hai con này chuẩn bị đi trễ, hai con bị chửi rồi. Trời không dữ dữ lắm mấy bạn ơi. À, chị Thùy hỏi là trước khi gặp Ti, Thạch với Ti có quen nhau không thì trả lời rồi. Thạch đã coi video của Tinh Ti chưa và ngược lại, nếu có thì Thạch thích nhất video nào? Thì Thạch trước là Thạch đã xem video Ti từ lúc Ti 2-3 ngàn sub rồi. Và Thạch thích nhất là cái video room tour của Ti. Trời ơi cái room tour của ổng makeup của ổng một đống luôn. Xem mà phê á sợ. Các bạn cũng thấy rồi, mày kiểu như mấy bạn cũng biết là mình là mê makeup á. Nhìn makeup của người ta thôi mình cũng thích nữa. Đúng rồi, Ti cũng thích lắm, luôn. Thích nhìn những cái đồ gì mà mình không có như vậy không? Đúng rồi. Đi qua nhà ai vậy, nếu mà thấy những cái đồ mình có vậy như Ti thuê những cái bạn, những cái makeup khác á thì đi cũng hay, rất là sợ mó á. Quen vậy như đúng rồi, kiểu mà bị quen rồi đó. Quen. Còn Ti ngược lại cả. Ti hả, để Ti coi. Ti câu hỏi này mình quên rồi. Ti có coi video của Thạch chưa? Có, Ti hình như là coi hết tất cả cái video của Thạch luôn. Oh really? Yes. Thì Ti đã nói, thì Ti nói là Ti cũng dạng như thấy chương trình xong Ti cũng có tìm hiểu về Thạch. Thì nói chung là Thạch và Chiêu là hai người mà Ti cảm thấy là makeup quá là đỉnh nhất luôn trong những cái makeup boy hả ta? Beauty boy. Một trong những cái beauty boy mà makeup đỉnh nhất. Oh thank you. Và cái video mà Ti thích nhất của Thạch là cái video để Ti nhớ là nhiều quá má. Em gái nhiều lắm má ơi, nhưng mà
hiểu không? Nó thật quay có một cái nền khó khó nhớ. Đúng cái rồi. Cái nền nền nâu, cái nền mà thẩm lâu á. Để tôi ngồi ra nhớ cái nha. Thì sẵn tiện bạn nào mà đang coi video này muốn follow Hoàng Thạch thì hãy follow channel chị ta Hoàng Thạch. Thì có để link ở dưới phần chú thích nha. Cái còn tí thích nhất cái video của Thạch là cái video mà Thạch make up cho cái bạn thân của Thạch đó. À, cái phần make up thích nhất là cái màu son. Thạch dùng phấn thôi. Tôi nghe nói là trả lời là nó dùng bằng phấn không? Cái nào? Cái màu xanh hay là màu xanh? Màu xanh, đúng rồi. Phấn không? Màu xanh là dùng thích cái màu son đó lắm luôn á. Dùng phấn gì vậy? Dùng cái phấn mắt của Juvia Slay bản Magic á. Là sao mà dính mua được? Lấy son dưỡng làm trước xong rồi phấn lên. Giống như cái dòng của Chanel. Đúng rồi, đúng rồi, biết cái đó, cái son bột quá đúng không? Cái bản mà hai ô son dưỡng, một ô dưỡng với một ô bột. Đúng rồi, biết cái đó. Và bây giờ ta sẽ sử dụng concealer Toxic Shade để lock mắt cho Ti. Hôm nay á thầy sẽ đánh makeup cho Ti giống của Thạch luôn. Đúng rồi. Rất là đẹp luôn á. Rất là xinh luôn á, này nè, nhớ zoom lại nha Ti. Kiểu như half cut crease á. Tại vì bữa nay mình qua mình thấy nguyên một cái bảng. Ủa đâu rồi? Nó đâu rồi? Đây. Bởi các bạn biết sao không? Bữa nay mình qua mình thấy nguyên bảng này. Oh my gosh! Qua xài ké. Trời ơi, thấy siêu đẹp. Cái bảng này đẹp lắm luôn. Cái chất phấn ha. Thích nhất là chất phấn. Tại vì cái chất phấn nhà Jeffrey thì... Thì đó, không, bạn không còn gì bạn cãi luôn. Quá đẹp luôn á. Nghe nói, nghe nhiều người nói lắm. Nhưng mà tới khi xài mới biết là nó rất là dễ blend. Đẹp lắm. Đánh lại thật. Thì tôi thấy là thật lấy một xí mà đánh cái là hết mắt luôn á. Thường thường là những cái phấn khác thì phải dặm hai ba lần lấy thêm nữa thêm chồng 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 lên chồng rất là nhiều. Ti thường mua sản phẩm ở đâu thì câu này Ti với Thạch trả lời cũng nghe. Thì Ti thường mua sản phẩm là hầu hết là Ti tự order bên nước ngoài về. Nói chung là Ti cũng biết cách order, có thẻ visa này nó rất là dễ. Thì bữa nào rảnh Ti sẽ làm một cái video về cái chủ đề này. Đó là hướng dẫn các bạn cách mua đồ nước ngoài. Còn Thạch? Thạch thì các bạn chắc cũng coi cái video của Ti là Ti mua đồ với Ti ở Guardian này nọ kia, của Thanh Thằng này nọ kia, của Ti rồi đó. Thạch cũng mua mấy chỗ đó không mà. Ở không, Sài Gòn nhìn những cái đồ mà hay là Thạch mua đâu. Hay là Thạch mua ở Gia Ti Shop. Đúng rồi, Ti cũng mua của Gia Ti. Nhưng mà những cái lúc mà Ti cảm thấy là cái sản phẩm đó nó hết hoặc là đặt được đó, thì Ti mới mua thôi. Với Thạch cũng hay mua ở Shopee. Nhưng mà Shopee phải biết mua mới được nha. Ủa sao vậy? Tại vì nó dễ tới đồ giả lắm. Đồ giả rất là nhiều. Bán rất là nhiều đồ giả luôn á. Nhưng mà sao mua? Kiểu như là các bạn xem đánh giá. Chia sẻ kinh nghiệm đi. Chia sẻ kinh nghiệm. Kiểu như các bạn xem đánh giá nè. Rồi xem cái shop đó người ta được rate bao nhiêu. Rồi sau khi mua về mình được trả mà. Khi mà mọi người được trả mà. Về là phải xem liền cái đó giả hay thiệt. Kiểu mình nhìn mình biết á. Nếu mà quen xài quen rồi nhìn là biết cái nào giả là thiệt à. Nhìn cái là biết liền mình trả lại liền, còn không thôi xài vậy đó. Còn riêng Ti là Ti dạng như Ti thấy cái Shopee, Tiki này nọ nó cảm thấy nó không được an tâm cho lắm. Đúng là vậy. Như mua thì đó, sợ đó, Thạch mới nói đó, rất là nhiều đồ giả nên là phải biết mới được. Rồi bây giờ Thạch sẽ đánh mắt cho Ti và cái tướng ngoại hơi tục xíu, các bạn thông cảm nha. Tại vì muốn cho các bạn nhìn rõ cái phần make-up mắt. Đúng rồi, rất là khó khăn xíu. Các bạn biết sao Thạch ghét tiền cái là mua makeup cho một đống mà không xài. Trời toàn chân không? Trời thiệt luôn á. Ti dạng như là Ti thích là mua những cái sản phẩm á về để xài coi được hay là tốt á. Nếu mà tốt thì mình sẽ để lại sử dụng riêng của mình. Nếu mà không tốt thì mình sẽ để chân, hoặc là nếu cảm thấy mà không cần thiết nữa Ti sẽ pass lại cho người khác. Hơi sáng tí nhưng mà hai ông còn jean không vậy? Hỏi sáng cái video thêm quý vị. Ti hả? Ti mất jean rồi. Thạch còn jean. Thạch còn jean. Không thật, thật sự. Qua video này mà ai muốn tiễn Thạch về thì hãy nhìn với dưới cái phần chú thích nha. Phải có thể link YouTube của Thạch ở dưới. Ok. Tôi còn jean với mấy bạn. Ở còn điều nữa là nhà Thạch cũng rất là gần Ti. Cho nên là qua đây chắc 5 phút. 5 phút? Ừ. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Chạy qua cho nên là Ti nghĩ là sẽ có thêm rất là nhiều video tiếp theo. Và Thạch sử dụng màu Fresh Mist để nhấn đậm hơn cái phần góc mắt. Và sau đó Thạch sẽ cut crease. Nhìn xuống coi. Đúng rồi, cái lần đầu tiên gặp Ti gặp Thạch luôn á, làm thì cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì Thạch rất là tự tin. Tại vì Thạch không có sợ người ta nói gì mình.
kiểu như Thạch đã quen rồi, quen với cái chuyện đó rồi. Bây giờ tao son, Thạch đứng giữa đường tao son được mà. Nên biết quen rồi, không còn gì sợ nữa. Nói chung một ngày thì sẽ học tập từ Thạch rất là nhiều. Mà thấy ba kia như bánh bè đáng yêu ha. Thạch giống như một cái con big cheese slutty đứng giữa đường gì đó. Còn mẹ là đứng kiểu với lại mà Thạch với Dũng. À kiểu gì là yes, yes bitch, we did it. Tự nhiên cảm thấy rất là đĩ. Rất là đĩ. Oh my god. Thạch rất là đĩ và Ti rất là thích cái sự đĩ đó của Thạch. Tại sao Thạch theo kiểu như vậy mà. Đúng rồi, Ti rất là thích luôn á. Ừ. Nhưng mà các bạn nhớ đón xem cái video mà Ti với các bạn yes. Thạch cũng rất là mong chờ tới cái video đó luôn á. Các bạn thấy không, đây lúc nào cũng là full fan. Cho nên là video tiếp theo là ngày mai thì sẽ biến hóa Thạch thành một cô nàng nữ tính và khách hàng của. Nói chung là có thể thêm Kira Kira cho Thạch nữa. Kira Kira ép vú nữa nha. Ép vú nữa. Ép vú nữa. Ba vú là bị bự luôn. Ép vú nữa. Ôi là trời. Và sau khi Thạch đã cách hơn nửa cái cách Chris cho Ti rồi thì Thạch sẽ đắp kim tuyến lên. Thạch xài bản Thirsty của Jeffree Star. Trời ơi, mẹ có toàn đồ mới mà toàn đồ hiệu không luôn á. Cái bản này là vừa ra mắt là Ti mua luôn á. Ti đã mua về đây là 7 ngày. Hơi bị khó mua luôn. Khó mua lắm á. Không mà dịch, nói chung là cũng dễ mua hơn cái bản cái bản Blood Sugar khó mua hơn. Thạch thích nhất là cái màu này. Cái màu này màu Divine, màu kim tuyến bạc bạc á. Trời ơi coi nè. Mình thì mắt chiếu luôn á. Trời ơi coi cái chiếu không phải đùa đâu. Thạch à, bộn dí má. Bộn dí má. Và Thạch sẽ sử dụng màu cuối cùng trong đây luôn. Màu Kuma, màu tím. Ti do Ti ngồi xa camera quá cho nên là không có thấy rõ cái phần makeup. Là chúc cho bất ngờ hơn thì mình sẽ nhìn được. Khi mà hoàn thành xong đó thì mình mới nhìn. Đúng rồi. Cho bất ngờ ha. Anh ơi, tự makeup và makeup cho người khác cái nào khó? Thạch hay sao? Thạch tự makeup dễ hơn. Makeup cho người khác khó hơn. Còn Ti thì Ti thấy nói chung là mỗi cái có một cái điểm khó khác nhau á. Giống như là Ti mấy cái nhanh dữ vậy má, mở mắt ra xíu coi. Giống như Ti makeup cho khách á, Ti Ti kẻ như cái phần eyeliner đi, Ti kẻ cho Ti rất là ok, rất là đẹp luôn. Đúng rồi, chọn bác kẻ lên đẹp lắm. Đúng rồi, nhưng mà kẻ người ta cảm giác mình rung 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 sao. Ừ, đúng rồi, còn Thạch kẻ lông mày cho người khác thấy đẹp, Thạch kẻ lông mày cho cũng được. Đúng rồi, nói chung mỗi cái có một cái điểm khó khác nhau. Ừ. Ti cho em hỏi học trang điểm từ khi nào? Ti Thạch trả lời trước đi. Thạch không bao giờ học trang điểm, Thạch tự tập thôi. Đây cũng là điều mà Ti rất là thích ở Thạch, đó là Thạch không có học qua bất kỳ một trường lớp nào luôn, đó là tự học. Đúng rồi, Thạch kêu YouTube á, coi rồi luyện. Thật sự rồi nói các bạn không biết có tin không mà Thạch tập hàng ngày luôn á. Là tối nào trước khi ngủ Thạch cũng lôi makeup cho Thạch rồi, Thạch đánh mắt hết chứ chỉ đánh mắt thôi chứ không có đánh nền. Giống đi cái thời gian thời gian mà 1 năm trước á thì Ti cũng mới makeup dạng như chuyên nghiệp cũng như là theo đuổi cái phong cách như vậy. Cũng 1 năm trước thôi, cũng 1 năm nay thôi. Thì cũng ngồi theo làm theo rồi tập. Lúc đầu khó nhất là cái phần cut crease. Đúng rồi, cut crease khó lắm nha. Cái gì má? Gơm á. Má này ghen xin gơm thiệt luôn á trời. Rồi bây giờ Thạch sẽ giải lên nền cho Ti. Giải lên nền cũng vậy, cũng sẽ tắt camera. A few moments later. Ti cũng vừa mới đeo lens. À đúng rồi. Hôm nay là lần đầu tiên mà Ti gắn mi mà chập hai cặp lại. Thạch đó thì Thạch rất là thích gắn mi mà chập hai ba cặp lại. Cặp mi đó Ti thấy Thạch nó dày rồi đó. Thường thường Ti thấy nó dày lắm. Không hiểu sao Thạch chập lại hai cặp. Trời ơi. Đeo muốn sụp con mắt luôn nhưng mà chưa muốn thử. Thạch sẽ sử dụng nền mà Ti yêu thích nhất từ đó giờ, Estee Lauder màu. Đúng rồi, dòng 4N1 Tupperware. Cái nền này rất là lỏng luôn, các bạn tán rất là thích luôn á. Đúng rồi. Hồi nãy Thạch tán này đang lấy trên mặt nè. Các bạn có thể layer nó lên. Ti thường thường Ti layer đến 2 hoặc 3 lớp. Khi nào mà thấy mặt mình mụn nhiều thì 3 lớp. Xương xương thì cũng 2 lớp, không bao giờ 1 lớp đâu, không bao giờ 1 lớp đâu. Xương xương là pha 2 lớp vậy hả? Xương xương là 2 lớp chứ má. Em chưa từng nghĩ Ti 3D. Cái gì? 3D. 3D. Em nghĩ do Ti làm beauty blogger nên trang điểm thành thế, đổi tóc giả thành con gái cho dễ nhìn. Nhưng đọc comment thì em mới biết trời ơi sai quá. Má ơi. Ôi. Nhìn mẹ như chưa lộ hả? Trời có bánh bèo hơn tôi nữa. Ôi trời. Sai. Em có bị lộn không em? Họ sai người em ôi.
Ê mà sao em hỏi được câu đó ha, nếu mà em không không nếu đúng mà rồi, không đây là không phải là một subscriber chừng đúng rồi, nếu mà không có 3D á thì làm sao làm beauty blogger được em, đúng không? Dùng concealer chót set set màu light neutral để highlight và che vùng thâm cho T lên bèo lên. Bây giờ Thạch sẽ highlight mũi và cầm. Mẹ mới mua hộp mới rồi. Quay ngược nè, em vậy hả? Mỗi lần sai là gì nè? Làm gì em chưa có hết, em còn hơn nữa hả? Đổ nhẹ cái là nó cả cái đống rồi. Lên lên lên. Nhìn lên. Cười gì vậy má? Rồi. Dòng son của Ti yêu thích nhất hiện nay là gì? Thạch trước đi. Thạch thích son mặn của Ti. Đúng lạ luôn á. Chưa bao giờ có ai ra mà đúng không? Trước Ti sẽ tặng cho Thạch một cái. Yes. Còn hiện tại thì Ti thích nhất là cái màu bum skin. Bum skin. Hôm bữa Thạch mượn. Nhớ xem comment cho Thạch mượn của Ti, trời ánh siêu xinh. Thạch sẽ đọc mượn á. Không mà thật, cái bạch tông đó là một tông cam đất nhưng mà nó đất rất đậm hơn cái cam đất bình thường. Xinh lắm. Xinh lắm. Thạch dùng màu vàng ở trong bảng cái phân đi để phủi phần phấn bát đi. Để làm cho kiểu như nó highlight á, sáng cái vùng ừ, chữ T hơn. Cái vùng dưới mắt, vùng dưới mắt má. Đi vào đây vùng chữ V hay vùng chữ V hả? Ok. Sẽ bronzer cho Tây và bronze thì mình sẽ sử dụng Hoola bronzer. Bây giờ nói chung là bronzer thì trước giờ tôi xài của Hoola. Thật sự là cái physical formula thì nó cũng đẹp nhưng mà nó đẹp nhưng mà đúng rồi nó nhẹ. Nhưng nhẹ những lúc nào mà tôi make up Hàn Quốc á, những video vừa rồi thì tôi sử dụng thấy hợp tại vì nó nhẹ. Đúng rồi. Còn cái này nó đậm hơn. Đúng rồi. Má hồng là sẽ sử dụng màu dandelion. Đúng không? Chắc vậy á. Một màu hồng pastel thì mi nhẹ thôi tại vì tuy thích má hồng lắm nhưng mà make up này thì má hồng nhiều thì nó sẽ bị sai đi. Đúng rồi. Nên là đi nhẹ hơn. Thường mua cọ của hãng nào và tại sao Thạch thì hả? Mua cái hãng đó Thạch mua của Zoeva, Sigma và Morphe. Mua hả? Thạch thì xài thấy cái Zoeva xài êm lắm á. Zoeva xài êm nè, nói chung Morphe xài cũng được nhưng mà nó rất là dễ rụng nông. Và Sigma thì bét rồi, Sigma có lâu lâu mới mua một cây nó mắc nhiều quỷ. Đi chưa bao giờ sử dụng Sigma. Gì hả? Xài êm một cây cỡ bao nhiêu? 500-600 ngàn. Ồ, lắm chắc cũng mát, bằng cũng mát. Thì đó, cây này nè gãy cái là đâu dám đổi đâu. Mắc tiền, chết tiền đâu mua. Còn Ti thì sao? Nói chung mua rất là nhiều nhưng mà Ti chủ yếu mua những cái cọ. Thạch biết mà những cái cọ mà Morphe collab với lại những cái bạn bé. Thì Ti không có mua những cái bộ của Morphe đâu nha. Nhưng mà Ti lại mua những cái bộ mà Morphe collab với lại những cái những bộ collab với Jacqueline, collab với Loralee, với Redmond nữa. Redmond, yes. Nói chung cái đó là những cái gì mà người ta tinh túy cóp lại chứ mình không có mua những cái bộ cọ mà dạng như với một bộ mà quá dậy á đúng không? Ừ, dậy trong cái giờ, trong cái đèn tay cái túi già đúng không? Yeah, cắm mười mấy 20 cây quá trời nha. Thì đó thì chỉ mua cái cọ mà được chọn lọc. Rồi bây giờ Thạch sẽ đánh mắt dưới, sau đó Thạch sẽ phủi bát đi. Thạch sử dụng màu cherry soda trước, đánh toàn bộ mắt dưới, sau đó Thạch sẽ sử dụng màu coma để đánh nhấn vào đuôi. Nói chung là Thạch là một người có kiến thức về make up rất là rộng luôn á. Ăn xong con. Với lại nói chung là có tìm hiểu rất là nhiều. Thích lắm. Còn Ti thì business woman, mẹ bận thấy mẹ luôn. Là không có thời gian. Nói chung Ti có thời gian để Ti coi những cái video make up thôi chứ không có tìm hiểu về những cái đời tư hay những cái gì. Nói chung nói gì về make up thì mẹ biết hết. Bây giờ Thạch sẽ highlight cho Ti. Oh my god, đấy là Thạch thích nhất. Bây giờ sẽ là highlight, Thạch sẽ sử dụng highlight Abrazy collab với Anastasia Beverly Hills. Trời ơi, đẹp lắm các bạn ơi. Không thể có phấn rớt xuống luôn á. Highlight Thạch thì các bạn biết không, phải chiếu. Ti ít có khi nào mà Ti đúng chiếu lắm. Nó sẽ lộ khuyết điểm á.
Oh my god. Đẹp quá. Tuy là tôi không thấy gì nhưng mà em thấy cái cỏ nó lên lờ thấy nó sang vậy. Trời má, đẹp đẹp vãi luôn á. Oh my god. Tuy ơi, cho em hỏi kem lót nào xài cho da khô mà giá bình dân? Kem lót mà cho da khô giá bình dân hả? Angel Veil của NYX á. Thì cũng em đi đó giờ đi chưa có xài kem lót nào cố bình dân. Ờ, bình dân hết. Còn nếu mà hai ngàn thì tôi xài cái gì? Benefit. Ờ đúng rồi. The Professional. Mẹ hơi bị phái, mẹ mua 2-3 chai, 4-5 chai, 4 chai dài lên đây. 4 tiếp rồi nha. Nè, đầu tiên là màu Germany. Đúng rồi. Đến phần đó xong không? Ừ. Này đánh trước đi, đánh giùm đi. Tôi sẽ đánh đầu tiên là Germany của Jeffree Star. Sau đó sẽ cho Ti đánh thêm một màu là Birthday Suit của Kylie. Hạnh với Ti rất là thích cái chất son kem của Jeffree Star luôn á nha. Nó không có khô môi và nói chung cái dòng son kem mà Ti thích nhất là đúng rồi, Hạnh cũng chắc là sẽ của Jeffree Star. Thích nhất luôn á, thích từ mùi cho tới chất đúng cho rồi, tới cái mùi packaging luôn á. Cái mùi nó rất là dễ chịu nha, nó không có dạng như cái của Colourpop với lại Nó hôi, nó hôi lắm. Hôi như hóa chất á. Ừ đúng rồi. Hóa chất. Thì không thích xài những cái loại son này mà cái mùi rõ cái mùi hóa chất quá. Ừ. Cái mùi của Jeffree thơm lắm. Thơm mà kiểu thơm mấy cưng lắm kìa. Có cây như cái mùi đi mùi sắc xỉ. Mùi sắc xỉ đúng rồi. Cái mùi là mùi sắc xỉ nè. Cây Germany là mùi sắc xỉ nè. Hạnh có cái cây cây gì? Ờ cây Nathan á. Cây mà trong nguyên một collection gia đình của Jeffree với chồng bả là cái mùi nó mùi bánh kem. Tôi thấy là cái dòng son này khác biệt những cái hãng son khác chắc là do cái mùi vậy. À, đúng rồi không thì kiểu mà không mà mỗi một màu nó có một mùi nha. Ờ đặc biệt chứ nó không phải là nó giống mùi nhau, kiểu có một dòng nguyên một dòng nó sẽ là một mùi khác. Còn Kylie á thì cũng thơm mà chỉ có một mùi thôi. Ừ, vani không ta? Vani. Ừ. Vani Kylie hơi bị đậm, đậm lắm. Thì thấy cái chất của Kylie nó không có khác gì cái của Colourpop. Nó khô với mẹ luôn. Màu này đẹp. Rồi bây giờ sẽ là xịt khoáng. Hạch với Ti rất là thích chai này. Yes. Nó giữ có là sẽ hết rồi. Nó giữ makeup rất là tốt. Đúng rồi. Và nó melt cái phấn vào cái nền đó. Cái chai matte fix plus á thì nó chỉ melt thôi chứ nó không có giữ được cái phấn đó. Nó vậy nên nó hòa tan cái nền mình thôi. Ừ. Nó làm cái nền mình mỏng hơn. Đúng rồi. Còn cái này là giữ nền lâu nè. Xịt lên da mát nè. Dung chai này các bạn nào mà makeup đậm á, đi nguyên một ngày á, lâu lâu các bạn có thể xịt thì da mà các bạn cảm thấy nó thoải mái. Đúng rồi, đúng rồi. Nó có cái là mùi nó hơi thúi. Hơi thúi. Mùi không phải là hơi thúi là hắt đó, nó hơi hắt. Mà được cái nó mát lắm. Mát lên ơi, xịt là mát luôn á. Nếu mà mình được refresh luôn á. Đúng rồi, vậy như nhiều cái hạt nước nó xuyên vào cái lớp phấn nó vô cái da bạn luôn á. Xinh miếng. Oh, I'm sexy, giống Jeffree Star quá. A few moments later. Và sau 3-4 tiếng hành hạ thì Thạch đã makeup xong cho Ti rồi. Các bạn có thấy là hai đứa mình giống nhau. Xinh quá. Các bạn thấy mình makeup bữa nay như thế nào thì cứ comment bên dưới cho hai tụi mình biết nha. Wow. Và bạn nào mà có làm theo cái makeup này thì đừng quên tag Thạch và Ti. Ok. Trên Instagram nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Và đừng quên qua channel của Thạch xem okay. Video Ti makeup thành Thạch thành okay. Bánh bèo. Xin chào chúc mấy xin chào. Chuỗi răng thì dưới răng đến xong đấy. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube. Lại trở lại với kênh YouTube của Ti. Ok. Ti giờ đưa tay gì nữa má. Good. Ok.